cây ngang đi, không bị bò bò không để cái sông cây đập tách ra được. Một đó là cái nguy hiểm là về cái anh em đi tuần tra thì gặp rắn hoặc là gặp thác đồng đồ không có đường để tránh. Hai là gặp những cái là cây về vật cho nên không để ý, không quan sát, không quan tâm. À, không phải là không quan tâm, anh em tôi quan tâm nhưng mà không để ý. Đường quá xa, đồ ăn không có, đường không có, ăn uống khó thôi. Chứ còn tất cả mọi chuyện là vẫn như đi làm thành. Cái máu này là do bắt cánh trong cái ngày tuần tra hôm nay anh em là đi nên là cái khu này coi là bắt nhiều là có khả năng là thú cũng nhiều, tại vì bắt là chủ yếu là nó ký sinh trên đất xanh. Xin chào các bạn đến với buổi sáng ở trong rừng, và bây giờ là 6 giờ sáng, trời còn rất là lạnh, sương vây kín ở các khu lán trại của chúng tôi. Trên bếp bây giờ là một cái nồi nước lớn để lấy nước nấu cà phê và nấu cơm. Sáng nay ăn chả trứng. Đi 4-5 ngày rồi mà còn giữ được cái bịch trứng này là quá giỏi. Cái anh vận chuyển quá tốt mà. Trứng không bị vỡ. Anh Chu đang ngâm cá khô. Lạc đầu đó luôn anh. Món cá khô này là có thể sống sót được thêm vài ngày nữa. Dùng xong nhớ bạn vòi nước lại nha anh. Cơm nấu bằng bếp củi rất là ngon, khi mà chúng ta nấu xong chúng ta phải hơ lại nó một chút xíu nữa cho nó chín đều. Anh Don và anh Hóc đang uống cà phê buổi sáng bên chiếc bàn đá huyền thoại. Nơi đây đã diễn ra nhiều trận chiến trong những ngày qua. Sáng nay các anh bảo vệ rừng lại tiếp tục lên đường làm công tác bảo tồn và tuần tra. Bạn có thể thấy tuyến đường đi rất là khó khăn khi mà chúng ta phải vượt qua những đoạn khe rất cao. Tôi đi điện cho Nhật mấy cuộc không có chỉ đường là anh em mình ra khe đến tới khoảng tầm 200-300 mét là có đường bên tay phải, có đường bên tay phải, nhưng tôi vượt lên đây được ra ngoài Nam Đông đất. Đường đi rất khó khăn, rất là mệt để đi từng đoạn một. Đó chưa đông. Cái cây gì vội là gì rồi? Cái này là cái gì? Có nhiếp hè rồi. Máy định vị chưa được bắt xong được, anh em chờ tí, chờ khoảng giây lát để máy định vị nó bắt được định vị, như là anh em mình tiếp tục hành quật. Mình chưa ở nhà được 7 chậu để vào. Cao 50 chậu.
Cũng đã nhiều hôm rồi chúng tôi mới thấy được ánh nắng mặt trời. Bây giờ thì các anh mang đồ bảo hộ chân. Các anh đang mang xe cạp, một loại tắc để chống tắc rất là hiệu quả hơn là những loại tắc mỏng khác. Bây giờ chúng tôi bắt đầu giật dông, đi tuần tra phía trên dông. Đường này phải có lối đường mòn không anh? À, bu bê đây á.
chân vài lát để tiếp tục anh em cuộc hành trình trong ngày. Dân họ vào làm ở đây là bẫy rất nhiều. Đường trồng tre hôm nay chúng tôi đi rút trong đường rậm và cũng theo một cái con khe như thế này.